Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video mới của mình. Thì ngày hôm nay nhà Fan Game đã phát cái core của đợt tuần lễ thời trang rồi nha mọi người. Nếu mà mọi người chưa nhận nick thì mọi người check lại gương mai nha. Thì ngày hôm nay mình đã nhận được cái core của tuần lễ thời trang rồi ấy. Thì mỗi core trị giá được 20 kim cương cho mọi người. Và mình có tham gia của nhóm ấy, nên là mình được tất cả 6 cái core và mình đã gửi cho tất cả các bạn ở trong nhóm của mình rồi. Nên là mọi người có thể check tin nhắn nha. Ở trong gương mai ấy, thì nhà Fan đã gửi cho mọi người rồi ấy. Thì đây là phần thưởng đây mọi người. Đây, à quên mất, cái này là phần thưởng ngày nha mọi người. Thì mình kéo xuống đây mọi người ơi. Đây là phần thưởng của Coze đây nha. Là mọi người nhận được 20 kim cương. Còn cái hộp và cái cần câu này thì là quà đăng nhập của ngày hôm nay nha. Còn cái phần thưởng kia thì là phần thưởng ngày rồi mọi người ạ. Thì để mình sẽ nhận phần thưởng Coze trước nha mọi người. Uầy, đây là mở một quà thử xem nào. Uầy, kim cương này mọi người. Đúng rồi, được 22 rồi 7 thì mình được 29 kim cương rồi nha. Cái này là xu của sự kiện này mọi người. À mình muốn một điều nữa mọi người, đó là cái đợt sự kiện này ấy, thì mà mọi người nếu làm đủ ấy, thì vẫn sẽ phải 14 ngày mới đủ để đổi. Ui 17 kim cương luôn mọi người. Ui may mắn nha, thật sự là quá may mắn luôn đấy. Hôm nay mở được 17 kim cương luôn. Ui ngày nay mình tận mở tận được 27 với lại 77 là rơi vào 104 kim cương nha mọi người. Ui ngày hôm nay hên thật sự luôn đấy, lần đầu tiên mình hên này nha. Thì mình nói tiếp cho mọi người, thì cái đợt sự kiện này ấy, thì mình đếm cho mọi người là tất cả các vật phẩm để đổi hết là tầm khoảng 1.200 xu nha mọi người. Trong khi mà mọi người làm hết tất cả các tuần nha, thì mình nghĩ là không đủ đâu ấy. Nên là sắp tới nhà mình có thể sẽ tặng thêm xu hoặc là cho mọi người co re để được thêm xu nha. Chứ nếu như vậy là sẽ không thể đủ để đổi tất cả các vật phẩm đấy mọi người. Cũng như là nhận được cái xe cuối cùng nha. Giờ ngày hôm nay mình sẽ đổi luôn cái gấu, à cái gối này mọi người. Đây nha, thú bông cá hồi. Rồi ok, để mình xem là mình tính xem có đổi được, có mở hộp quà thứ hai không nhỉ. Khả năng là không đủ mọi người ạ. Chắc phải đi làm nhiệm vụ của ngày đã. Để mình làm nhiệm vụ xong là mình đổi xem mở được quà thứ hai không nha. Quay quay lại làm nhiệm vụ nào. Quay thì đây là nhiệm vụ đi bắt con gấu nâu thật đấy mọi người. Mình khuyên mọi người là nên đi xa xa một tí nha, đừng bắt mấy con gần này. Vì mấy con gần này khả năng cao sẽ là con kiểu giả ấy mọi người. Đây, con này theo thật luôn này mọi người. X3 lên nha. Rồi quay lại làm tiếp nhiệm vụ nha mọi người. Mình không biết là ngày hôm nay có đủ để đổi tất cả cái phần thưởng cũng như để hôm qua thứ hai không ấy. Trốn ở đâu à? Ui, trong khu cắm trại à? Thì cái nhiệm vụ này là khoai nhất nha mọi người, khi mà kiếm khá là khó luôn ấy. Đây nha, mình đang ở trong khu cắm trại nha mọi người. Thì kiếm con gấu mà đi trốn này khá là khó luôn nha. Ui, sau đây nhiều vai sầu đấy nhở. Nhưng mà mình đang đi tìm gấu mà. Thôi sẽ không bắt nha mọi người. Thì mình đang đi tìm con gấu nâu ấy, nên là mình sẽ không bắt nha. Uầy, ngày hôm nay hên thật sự mọi người, mở khá nhiều kim cương luôn. Ngày hôm nay được hẳn 104 kim cương đi. Thì mình thấy hôm trước nha mọi người, đến nhiều bạn đăng ấy, ở trong khu cắm trại thì con gấu ấy thường trốn ở mấy cái nhà này nhá. Thì mình ngày hôm nay mình sẽ đi tìm trong mấy cái nhà này xem có thấy nó không. Nhà này thì không có rồi mọi người. Tiếp theo nhà này không có này. Đi sập ba nhà vàng đi nha. Nhà này cũng không có nha mọi người. Căn nhà này, ui cũng không có luôn mọi người ạ. Ơ nhỉ, nó trốn đâu ta? Đây cũng không có này. Ơ kìa. Mình thấy mọi người bảo là thường hay trốn ở mấy nhà này. Để mình lấy xe đi lên trên kia luôn nha. Ui, con bướm xanh mọi người. Ui lâu lắm mới gặp con này. Hôm trước mình có bắt một lần nha mọi người. Mình bắt được một con thường rồi. Mà lâu lắm rồi mới gặp lại nha. Tại vì mình cũng không thiên về đi bắt bọ nhiều ấy. Đây nha mọi người, mình sẽ bắt luôn. Bắt luôn con này nha. Tại vì đây con bọ hiếm mà. Ui, vương miệng luôn ạ. Em này hên thật sự luôn đấy. Mở kim cương thì được rất nhiều kim cương mà bắt bọ được con vương nghiệm luôn. Mình bắt con được hai con này thôi nha, con thường với con vương nghiệm luôn đấy. Rồi mình tiếp tục lên tìm con gấu bên kia nha mọi người. Khả năng cao nó sẽ ở trên hai cái nhà này nha. Thật sự là tìm cái con gấu mà đi trốn này rất là ức chế luôn mọi người. Khi mà mình game ra cái nhiệm vụ này, nhiều khi mình đi cả tối tìm hết tất cả thời gian mà không thấy. Đây mọi người, nhà này cũng không có luôn này. Ui, sau một ngày thì mình không thấy đâu mọi người. Mình về hỏi con gấu này xem đứa em song sinh nó trốn đâu hoặc nó không trả lời. Thế là mình cũng chả biết tìm thấy nó ở đâu cả. Thế thôi là mình bỏ luôn cái nhiệm vụ này nha mọi người. Mình sẽ nhận cái nhiệm vụ là đi giao cá hồi. À cá gì nhỉ? Cá hồi Đại Tây Dương à? À cá Đại Tây Dương nhỉ? Mình quên mất tên rồi. Thì loại này mình còn gần 150 con cơ. Nên là không cần câu mọi người, nhận cái đi trả luôn. Ui, được 135 rồi này.
Mỗi cái nhiệm vụ đi tìm con gấu trốn mọi người ạ. À, thì mình bỏ luôn nhiệm vụ đấy nha mọi người. Thật sự là tìm nãy giờ không thấy luôn ấy. Thì mình làm hết của ngày hôm nay mới được 650 xu. Như vậy là cũng không đổi được cái gì để có thể mở hộp quà thứ hai nha mọi người. Cho nên mình sẽ dành để ngày mai nha. Ngày mai mình sẽ làm clip về mở hộp quà thứ hai cũng như là review phần thưởng cho mọi người nhé. Còn video ngày hôm nay thì xin tạm dừng ở đây. Và trước khi kết thúc video, mọi người đừng quên kéo cho mình một đăng ký kênh cũng như là like video nha, để mình lấy động lực tiếp tục làm clip. Và mọi người đừng quên để lại cho mình những cảm nhận của mọi người ở phía dưới nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ. Bye bye, chào mọi người.